đó thì không đứng nhẹ khó quay đúng không? Bây giờ như năm lúc này nhỏ này đang biết rồi đó không? Biết này được không? Ok chị cái này thì mộng cũng làm chị đứng giống anh coi mày đứng cái gì biết rồi quên nữa chị học ơi eo. Em lắc người xíu nữa đi lắc người chút em uống eo chung rồi không cái người của em đang bị đơ lắm nè không tin coi đi ok được chỉ tay cho đã chiến trời áo ở đâu cái áo ở đâu ba hai một xét ra ngoài gì ra ngoài luôn tính ơi chui quay qua kia mở cửa tạm hai ba dễ mình đã thực hiện kỹ thuật lần nữa hay sao rồi sao không có hiệu quả gì hết vậy dạ. Giờ làm sao mọi người giờ mấy buông tay ra cho nó té luôn đi mày bị điên hả nó làm thẳng lên đây không có mẹ gì nữa. Hello các bạn, mình là 02 của Sweet Game Barry. Thì ngang góc episode thì phân đoạn tiếp theo mình sẽ sử dụng những chiếc lông để làm đồ thì lông mà mình xài lông giả xài đồ giả tao đâu có tin xài đồ đó rất là chắc chắn các bạn má ơi thốn giờ đúng nha ừ cầm cái chén đây giới thiệu các bạn đây thầy tôi cũng xài cái chế độ đó nha đây tôi là đó tôi lột á mới lột xong đó rồi đây ở đây nhiều lông nhất đúng không đó mọi người ơi kịch tính chưa nè cảm giác sao màu ôi hò lắm từ từ nha gái gái xích ra xíu thợ anh tính á à, lộn không phải xích ra xíu chứ rồi được không khổ không ưu là trời lông này lông xịn nha các bạn trời ơi xịn quá lông ơi nhưng mà nó không có không chín nữa đâu cái nữa trời đất ơi giả phang vậy lộn này cái lộn lên từ từ để giúp kéo đã chưa hết trà vô chiếc để nó khô xíu đã rồi lộn mới đã trời ơi lộn mới đã cái này có cần phải lấy nước trà lên không lấy nước sôi lấy miếng nước sôi á cái gì cũng sôi không phải là còn kém cái này có lấy kèo năm lấy hai chứ nghĩa hả cái này có lấy kèo năm lấy hai chứ nghĩa hả cảm giác nãy cái này là ôm để lấy thằng Mộc ơi cảm giác sao Mộc em chịu đồ Có sao mà em nhanh như vậy Mộc mày gấp mày giật bẹn mày nhai hoài cái gì có nhai nữa giật đi quay nhai quay cái này là hàng thiệt không có tiền nữa bây giờ quá ui là trời ơi tính ra ê mịn nha tính ra là hàng mịn rất mịn nha các bạn trời ơi 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 cái ban đầu cái kêu fail là tại sao tại tôi chưa bao giờ triệt lông nhưng mà kinh nghiệm chiếc đi ở thằng chiếc đang á chiếc đang thì triệt lông nhiều cái đang chiếc đang với là chiếc là chắc triệt lông cùng nhau tại chỗ cho nên là trời ơi thằng chiếc đang cái này cái cảnh này là cảnh lấy lông của chiếc đang ở khu lấy lông của Mộc bỏ vô lấy lông cho em mà làm lại không phải tại vì hồi tuần trước em triệt hết rồi chân đúng được luôn á trời ơi nó không có lông chết từ rồi trời đất ơi rồi lát lấy cái chân nào để vô cho có lông vậy? Đâu được, ấm chưa? Nhưng mà không dính đất cò nha, vậy là không đúng đất cò nha. Ấm ấm thì chân hoàng, chân mày vậy tính. Vậy mày? Lấy chân anh đi. Em chứ mình có lông. Ôi là trời liên quan gì tới tôi? Chân em đâu có lông. Ủa đâu mất kìa? Chân em đâu có lông.
Trường Anh á, lấy Trường Anh á. Đúng, sao kỳ vậy? Ủa là trời mới giải hại người ta, trời hại mình trời. Tí nữa nấu backup cho tụi cái giai đó. Cái gì kia? Có thể chắc rồi. Ủa mình nhớ mà chụp hình mà bạn. Hai đứa bị loại. Chụp hình mấy đứa, chụp hình mấy đứa. Đây cô gái cũng cao kìa lắm nè các bạn. Ủa chết mẹ quay. Chị em không có chuyện cầm trầu không á nha. Tên giấy hết luôn. Bây giờ chúng ta sẽ quay tới diễn viên Cascada phần chân. Kính thưa quý vị, hồi sáng tôi chơi thằng bạn tôi cứu và chiều nay nghiệp quật tôi đi chăng. Tôi tưởng nó là được xài cái miếng giả mạo nhưng mà không, đồ bắt tôi làm thiệt. Không biết là đạo diễn có ý đồ gì với tôi không mà chơi tôi cứu này đau quá. À chắc là sáng tôi chơi ông đầu chọc có gì à. Đâu đây anh em ơi? U là trời. Được chưa, canh. Tôi có cảm giác không an toàn các bạn à. Tôi có cảm giác không an toàn các bạn à. Ê, cái này không có tính, không được tính thêm tiền cách cả đơ, cười mắt ông đó các bạn. Thề luôn. Lòi vào tay đen nè. Bích nét vô. Chứ nó lơ tay vô, bích nét á. Đưa tay thử đi toàn. Vô toàn. Ngu như bò, tao dám từ dưới kéo lên. Má, chết. Kéo lên. Lấy miếng mới đi. Nói đâu. Chết mẹ. Ê, chết mẹ. Ê, chết mẹ. Ê, chết cái gì nào không? Con lấy được miếng xíu à? Trời ơi, con lấy thằng đông cuốn nhỏ rồi, đây coi coi. Nè, mày chơi tao đúng không? Thấy giờ tao không biết đâu. Mày có phải hỏi tao cứu chứ? Đang. Vậy cái này đem về làm gì vậy? Con biết làm cái gì luôn à? Ba chà uống đi em. Làm lại nè. Nè, Toàn. Cái gì? Vừa cho mày nè. Mọc đâu rồi, tôi hiểu cảm giác cái mọc rồi, sáng rồi tôi xin lỗi mọc nhiều lắm. Qua clip này nhắn gửi mấy anh em là sống ở đời, nhân quả nghiệp báo nghe anh em. Cười người hôm trước thì hôm sau người cười. Tại thằng này. Tại cái thằng này nè, cái chân nó không có quyết ông nữa nó mới hành tôi nè. Đàn ông phải, kỳ cục. Phải kiểu như hốc trong người, hốc trong nam á. Má được nó đến má nghiệp, má sáng má chờ rồi. Đi chàng nè. Vô. Chạy dài slow motion. Ôi em ơi. If my the water in the chén của Thiên Ngọc của Thiết Đen à. I want to the water chén Thiết Đen. Yo. Đúng không? Đen á. Bèo quá vậy. Giai đơn này là của chú. Mày quá cỡ. Trời ơi. Trái đất này là của chúng mình, hoa bông xanh bay dưới trời xanh. Một câu ơi cánh chim này ơi, hòa bình ơi cánh chim này thương nhớ, cùng bay mẹ của tôi cho trái đất quay, cùng quay nào cho trái đất quay. Đón xem Bạn Gái Tôi Là Kinh Công tập 3 đợi đi sắp chiếu rồi á.